Gia Bảo nó bị làm sao hả? Gia Bảo làm sao? Bệnh giặc thôi mà. Em cũng biết trẻ con phát sốt là chuyện rất bình thường. Bác sĩ cũng đã qua rồi. Tôi về xem thế nào là được. Không phải vấn đề gì lớn lắm. Anh Bách, vậy anh cho tôi đi theo giới được không? Tôi hứa sẽ không làm phiền anh đâu. Tôi sẽ đứng bên ngoài thôi. Nếu bánh bao hết bệnh thì tôi sẽ yên tâm đi về. Bây giờ tôi vào nhà cũng lo lắng không ngủ được. Được không anh Bách? Được rồi Nhã Đen. Trước tiên em nghe lời tôi nói đã. Gia Bảo không chỉ đơn giản là phát sốt, có hơi nghiêm trọng. Tôi đưa em đi cùng cũng được, nhưng em đừng nên quá kích động. Là sao? Vừa rồi anh nói Gia Bảo chỉ sốt bình thường thôi, sao bây giờ lại nghiêm trọng rồi? Anh gạt tôi đúng không? Mau đi thôi, nhanh lên. Bởi vì tôi sợ em sẽ như vậy nên tôi không dám để cho em đi theo đó. Còn chưa tới mà em đã như thế này thì lát nữa gặp Gia Bảo em sẽ thế nào nữa. Biết vậy không nói cho em còn hơn. Anh Bách, anh đừng giấu tôi nữa. Rốt cuộc tình trạng của Gia Bảo như thế nào rồi? Vậy em phải hứa không được khóc nữa. Tôi không dám hứa. Thật ra chỉ là bệnh cũ. Bắt đầu từ khi sau Gia Bảo xảy ra chuyện trước kia thì cứ một thời gian sẽ bị lại một lần. Triệu chứng chỉ là sốt cao, nhưng khác với cơn sốt bình thường. Thằng bé sẽ sốt cao không giảm, rất khó hạ sốt được. Vậy phải làm sao bây giờ? Tuy nói là cách một thời gian sẽ bị lại một lần, nhưng đã hơn nửa năm rồi Gia Bảo vẫn không sao. Chắc lần này cũng chỉ lên cơn sốt bình thường thôi. Em đừng có quá lo lắng lên như vậy, có biết không? Tài xế, dừng xe lại. Hả? Cô đang có chuyện gì vậy? Kêu nó dừng xe lại đi. Dạ. Tôi nghĩ là tôi nên ở đây đợi anh. Ba mẹ anh... Được, em ở đây chờ tôi. Vậy nha. Tại sao lại như vậy? Ông coi, đây là cả An, cháu nội của chủ tịch tập đoàn Hoàng Kỳ. Tôi cũng có gặp qua mấy lần, nó cũng ngoan ngoãn dễ thương lắm. Tôi nghĩ là hợp với tính cách Gia Bách nhà mình. Với lại gia đình đó cũng tính là môn đăng hộ đối với gia đình mình nữa. Cháu nội của tập đoàn Hoàng Kỳ, bà phải kiếm cách sao cho hai đứa nó gặp nhau. Thấy được thì tiến tới luôn. Nếu như thằng Bách mà cưới cô gái này, Gia Bảo sẽ có mẹ, không cần phải dây dưa với cô gái kia nữa. Tôi thấy được đó. Dạ, mời ông bà dùng trà. Cảm ơn chị, để đó đi. Cậu chủ, cậu cần gì à cậu chủ?
Mẹ, mẹ cũng không biết nữa. Từ chiều á thì mẹ thấy tinh thần Gia Bảo nó cũng có gì đó bất ổn rồi, nên mẹ nhờ bác sĩ tới khám. Nhưng mà Gia Bảo nó cũng chỉ là sốt nhẹ thôi. Đâu có ai ngờ là tới tối á thì nó lại sốt cao như vậy, còn co giật nữa chứ. Tình trạng giống như là trước đây vậy đó. Đã uống thuốc chưa? Đã uống thuốc rồi, nhưng mà cũng giống như lúc trước, chỉ có tác dụng được một lát rồi sốt lại rất nhanh. Gia Bảo quá nhỏ và sức khỏe lại quá yếu nên không thể cho bé uống thuốc thường xuyên được. Nhưng mà làm sao có thể để Gia Bảo nó cứ sốt như vậy hoài chứ? Mấy người là bác sĩ hàng đầu thì phải nghĩ ra cách gì đi chứ. Bà nè, bà bình tĩnh đi. Trước đây thì chúng tôi cũng đã kiểm tra cho Gia Bảo rất nhiều lần rồi. Cơ thể của thằng bé không có gì bất thường cả. Vì vậy mà bác sĩ cũng không biết điều trị từ đâu. Bác sĩ nhìn đi, cháu tôi nó sốt cao như vậy, co giật như vậy mà nói là cơ thể bình thường, không có bệnh gì hết hả? Rõ ràng là mấy người không có biết trị bệnh mà. Bà nè, bà bình tĩnh lại đi. Làm sao mà tôi có thể bình tĩnh được? Cháu tôi nó bệnh như vậy mà không ai nghĩ ra cách gì hết, chỉ biết đứng nhìn thôi sao? Cô ta tới đây làm gì? Gia Bảo bệnh như vậy chưa đủ nghiêm trọng hay sao? Kêu cô ta ra ngoài lập tức cho bà. Nè, cô định làm cái gì vậy hả? Có nghe tôi nói không? Đi ra ngoài ngay cho tôi. Bao ngoan, có cô đang ở đây rồi. Đừng sợ, đừng sợ, đừng sợ. Em cũng ngủ một lát đi, đã mệt lắm rồi. Ba mẹ, hai người cũng nghỉ ngơi đi, con sẽ trông coi bên này. Thôi được rồi, ba mẹ ra ngoài trước. Nếu mà đêm có chuyện gì thì nhớ gọi ba mẹ nha. Chọc tức vợ yêu, 21 giờ thứ hai đến thứ tư trên Vi Giải Trí. Đón xem siêu phẩm truyền hình Hàn Quốc Penthouse, cuộc chiến thượng lưu, độc quyền trên Vion.